cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo báo cáo của chủ đầu tư, lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tỉnh Hưng Yên với điểm cầu của 8 tỉnh có dự án đi qua. Đến nay các phương án kế hoạch về công tác hậu cần, khánh tiết được thực hiện chặt chẽ chú đáo. Ngày 24 tháng 8, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành tại trạm biến áp 500 kV phố nối, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành địa phương của tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành với tinh thần tổ chức trang trọng, chu đáo, chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi sự kiện diễn ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công an tỉnh phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương khảo sát, xây dựng phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ khánh thành. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối với công suất truyền tải điện lên đến 2.400 MW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện, ổn định cho sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống người dân tại các địa phương. Ngày 19 tháng 8, Công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban Quản lý các dự án Công trình điện Việt Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công hai mạch dự án đường dây 500 kV mạch 3 công đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tại cuộc họp về dự án đường dây 500 kV mạch 3 ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Và thời điểm này là những ngày đếm ngược khi mốc thời gian hoàn thành đã gần kề. Để thực hiện hoàn thành dự án theo mệnh lệnh của Thủ tướng, kỹ sư công nhân có mặt tại các công trường làm việc cật lực với quyết tâm, vượt nắng thắng mưa, bất chấp những khó khăn chướng ngại về địa hình, về thời tiết, người lao động tham gia dự án đã đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình đúng theo mốc tiến độ đề ra. Công đoạn còn lại từ Nghệ An đến Quảng Trạch là cuộc chạy đua nước rút để về đích đúng cam kết. Muốn về đích cần phải tập hợp lực lượng, ngoài cán bộ kỹ sư và công nhân của ngành điện, trong đó có nhiều người huy động từ miền Nam ra, còn có sự góp sức của quân đội. Có bộ đội sắn tay áo vào, đã tiếp thêm sức cho công nhân từ vận chuyển trang thiết bị, phát cây thông tuyến kéo dây đến vận động tuyên truyền người dân, di rời nhà cửa, tài sản giành đất thi công dự án. Qua những giai đoạn xây dựng các công trình vừa qua, người dân ở các vùng dự án đã hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, đó là cung cấp nguồn điện phục vụ cho sản xuất, đời sống phát triển đất nước, cho nên ngoài những đất cho dự án, người dân còn tham gia thi công một số hạng mục như đào đúc móng. Đúng là có quân, có dân, là có thêm sức mạnh, sự hỗ trợ để các kỹ sư công nhân đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình còn lại. Nhưng không chỉ nhanh nhất, mà phải đảm bảo chất lượng cao nhất, đó là tâm huyết của người lao động trên công trường. Đây là dự án rất quan trọng, phải đạt tiêu chuẩn về mọi mặt để đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 về đích đúng hẹn, nhanh và đạt chất lượng cao, không chỉ thể hiện quyết tâm của người lao động của dự án này, mà còn chứng minh cho thấy rằng nếu quyết tâm làm việc với tinh thần cao nhất, dự án nào cũng sẽ đạt được như vậy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo lễ khánh thành dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày mùng 2 tháng 9 để chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn tất cả 9 tỉnh theo hình thức trực tuyến với tinh thần gọn nhẹ trang trọng, bao gồm đầy đủ các thành phần đã tham gia hỗ trợ và thi công xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối, như lực lượng công an, quân đội, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí và các địa phương. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các bộ cơ quan liên quan rà soát đánh giá toàn diện việc triển khai dự án, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai các chương trình dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian tới, nhằm tạo cảm hứng, truyền động lực cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, tạo khí thế, tạo đà cho phát triển hạ tầng của đất nước, góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục tập trung mọi nguồn lực khẩn trương triển khai với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão,
làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm không bàn lùi, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả giữa các lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xác định rõ những việc cần làm, cần triển khai để huy động thêm các lực lượng có đủ năng lực cùng tham gia thực hiện với tinh thần đã ra quân là chiến thắng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc động viên các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, có giải pháp thi công hợp lý trong những thời điểm thời tiết không thuận lợi hoặc tại những địa hình hiểm trở, đồi dốc trơn trượt để bảo đảm tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Hiện nay, các nhà thầu thi công cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang dồn lực hoàn thành những công việc cuối cùng để đưa dự án đường dây 500 kV mạch 3 về đích. Đây là cung đoạn dài nhất và có nhiều vị trí thi công đặc biệt khó khăn. Việc đảm bảo tiến độ cung đoạn này theo kế hoạch vào ngày 25 tháng 8 năm 2024 cũng đồng nghĩa sẽ đảm bảo thời gian hoàn thành, đóng điện và khánh thành toàn bộ công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối vào đúng dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu được thiết kế là đường dây 500 kV hai mạch dài khoảng 226 km đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số 463 vị trí móng cột. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Bình dài 1,8 km gồm 10 vị trí móng cột, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh dài 142 km gồm 285 vị trí móng cột, đoạn qua tỉnh Nghệ An dài 82,2 km gồm 168 vị trí móng cột. Tính trên toàn tuyến có 38 vị trí móng cọc, 40 vị trí móng bản và 385 vị trí móng trụ. Tính đến thời điểm 22 tháng 8 năm 2024, về cơ bản trên toàn tuyến đã hoàn thành việc thi công dựng cột và đang triển khai công tác kéo dây. Đáng kể là công nghệ cột ống lần đầu tiên được sử dụng tại dự án đường dây 500 kV mạch 3 này và tại cung đoạn khó nhất của tuyến đường dây có cả những chiếc cột ống cao nhất và nặng nhất lên tới 145 mét, nặng 426 tấn, vị trí 136 thuộc địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do công ty cổ phần PC1 Hà Nội thuộc tập đoàn PC1 thi công, lắp dựng. Ngay tại vị trí số 34 trên dãy núi Hoành Sơn, mặc dù ở trên độ cao gần 700 mét so với mặt nước biển, địa hình hẹp, độ dốc cao, đi lại hết sức khó khăn hiểm trở, thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt, song chiếc cột ống cao 95 mét, nặng 169 tấn đã được lắp đặt thành công, hoàn toàn thủ công trên chiếc móng trụ chân lệch. Nỗ lực trên công trường là rất lớn. Với mỗi kỹ sư công nhân xây lắp của nhà thầu, việc hoàn thành dự án không chỉ là thực hiện cam kết, gọi là uy tín của nhà thầu, với người lao động trong ngành điện, họ coi là việc của mình khi được tăng cường cho đường dây. Tất cả đều quyết tâm cao độ, tập trung, chắt chiu từng phút của những ngày nước rút để hoàn thành mục tiêu, đưa toàn bộ công trình về đích đúng hẹn, đóng điện an toàn để kịp thời hoàn thành vào dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9.